Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản kính chào toàn thể quý anh chị. Đang quay trở lại với video mới hôm nay ha. Hôm nay em có một lô đất ngang 5m đối diện mặt tiền công viên. Đây, chỗ này đất công viên và đất chung cư này quý anh chị. Cái chỗ rào tôn là chung cư ha, còn chỗ cây xanh này là đất công viên. Thì lô đất của mình nó đối diện với công viên này. Ở đây là khu dân cư Đại Ngàn quý anh chị ạ, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nó gần với đường 22 tháng 12, chỗ này ra đường 22 tháng 12 chỉ tầm 50 đến 60 mét thôi. Kế bên chợ Thuận Giao và kế bên chợ 185 quý anh chị nhá. Gần khu công nghiệp Vship 1. Đấy, nó sát bên dự án này nó nằm trên mặt tiền của đường 22 tháng 12 quý anh chị. Nên là cái dự án của mình nó gần, lô đất của mình nó gần với đường 22 tháng 12 ha. Phường Thuận Giao anh chị nhá, khu vực sầm uất tại thành phố Thuận An, khu vực phường Thuận Giao rất là sầm uất anh chị. Và con đường 22 tháng 12 cũng rất là sầm uất, bên đó kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Nên là tiện ích xung quanh đây đầy đủ anh chị nhá. Lô đất em giới thiệu anh chị mình là mặt tiền đối diện với công viên và nằm trên đường số 5. Đường số 5 của khu dân cư quý anh chị nhá. Đây đường số 5 nhá. Hôm trước em có ghi hình một lô đầu này này, đó chỗ cái container vàng vàng đó quý anh chị thấy không ạ? Hôm trước có một lô đó ha, lô đó thì nó cũng đối diện công viên với chung cư, mà lô đó là 70m, 2 tỷ 720. Video trước em có làm video rồi ha, còn hôm nay thì em gửi tới anh chị mình lô đất nằm trên mặt tiền đường số 5. Lô này rẻ hơn quý anh chị ạ. Lô này nó mặt tiền công viên, nó cũng 70m luôn, ngang 5 và dài 14. Vị trí đất của mình đây này, lên đây một xíu. Lô này rẻ quý anh chị, chỉ có 2 tỷ 6 thôi, 2 tỷ 6 thương lượng anh chị nhá. 2 tỷ 6 là giá rẻ rồi quý anh chị, tại vì lợi thế là lô này nó đối diện công viên và chung cư. Khu này khu dân cư Đại Ngàn quý anh chị biết rồi ha. Trong đây cây rất là nhiều. Ngoài cây nhiều ra thì lô đất mình lại còn đối diện công viên nên rất là mát ha. Rất là mát quý anh chị nhá. Đấy, đó là những cái lợi thế của lô đất của mình. Và lợi thế tiếp theo là quý anh chị, nó đối diện công viên nên bên này không có nhà ha, nên là nhà của mình chỉ có một mặt đối diện công viên luôn. Đây lô đất mình đây này. Đó, vậy là sau này mình xây nhà thì cái mặt nhà của mình nó quay ra đây, không có đối diện hai nhà hai bên đâu ha. Đấy, nên là nó đối diện công viên nên nó là cái lợi thế rất là thoáng và mát. Công viên cây rất là nhiều. Đó, bên kia thì chung cư nha quý anh chị nha, đất bên đó đất chung cư, đất xây chung cư. Lô này rất là đẹp nha. Đầu tư hay mua ở cũng rất là đẹp, đầu tư là rất là ok luôn, còn mua ở thì rất là mát ha, thoáng và mát. Ngang 5 dài 14 anh chị ạ. Tính từ gốc cây này ra này, ra tới đây là ngang 5. Đó, tới gần cái chỗ thùng rác đó quý anh chị thấy không? Là đất của mình đây nha. Thẳng tay em. Sâu thẳng vào tường trong kia đó quý anh chị. Sâu thẳng vào tường trong kia nhá. Hướng Tây Bắc, hướng Tây Bắc. Nhưng mà trong đây thì hướng nào cũng mát anh chị nhá. Cây quá trời luôn. Ở đây thì như thế này anh chị, xây dựng á, sổ hồng riêng hết quý anh chị nhá. Xây dựng thì ở đây này, có căn này xây một trệt một lầu, có căn kế bên xây trệt hai lầu, nên là ở trong đây em thấy xây một lầu với hai lầu được quý anh chị nha. Nên là mình xây một lầu hay hai lầu đều được anh chị nha, tùy theo cái tài chính và tùy theo cái nhu cầu sử dụng của nhà mình. Ví dụ mình xây một trệt một lầu mà đủ ở thì mình chỉ xây một trệt một lầu thôi anh chị ơi, đỡ tốn tiền ha. Đấy. Còn nếu nhà mình có nhu cầu sử dụng hai lầu thì mình xây hai lầu. Vậy là lô đất hôm nay em Hải gửi tới anh chị mình là sổ hồng riêng, 2 tỷ 6, 70m, ngang 5, dài 14, hướng Tây Bắc. Ở khu dân cư Đại Ngàn, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, gần với đường 22 tháng 12, kế bên chợ Thuận Giao và chợ 185. Mặt tiền đất là đối diện công viên, rất là đẹp, khu vực được gọi là đẹp nhất trong dự án này. Đó, view công viên rất là đẹp. Giá 2 tỷ 6. Anh chị nào mình có nhu cầu về lô đất này hoặc những cái lô đất khác ở trong cái khu Đại Ngàn này thì hãy liên hệ ngay cho em Hải, em sẽ hỗ trợ anh chị mình. Ngoài sản phẩm này ra, bên em vẫn còn rất là nhiều sản phẩm khác ha. Em xin chào anh chị mình ạ.